Hello cả nhà, chốt nhanh đơn hàng sỉ cho em trai ở quận 12 nha cả nhà. Thì đang soạn hàng thì cũng sẽ quay clip review lại cho anh em mình xem luôn. Thì cái dòng cước Ion ISO Big Game không bao giờ hết hot cả nhà, chưa bao giờ hết hot và chưa bao giờ hết nóng luôn. Tại vì lý do là sao anh em biết không? Một cụ 1.000 m chuẩn size chắc, anh em chơi rất là nhiều. Hàng này nói chung quýnh cá tra hồ, đặc biệt là tra giải nha cả nhà, rất là nhiều. Anh em câu thiên nhiên cũng được, câu sông cũng được, vì cái cuộn nó tới 1.000 m, mình có thể là mua một cuộn để vô được nhiều máy, và cái độ mà độ chất lượng của nó rất là ok luôn. Thì cái dòng này nó sẽ có 3 màu nha cả nhà, màu đỏ như thế này nè, màu xanh nè, và màu vàng chanh. Xanh là xanh dương, còn vàng là vàng chanh. Thì cái cuộn ở đây em trai này chốt á, nó chỉ có size 60 thôi, là chủ yếu là em này đánh vô cái mảng là câu hồ dịch vụ và câu giải nha. 60 tải là 51 kg, 51 kg, chiều dài là 1.000 cuộn và 1.000 m đó. Hàng này là của là Ion ISO Big Game AWAT. Anh em cứ nói là hàng Ion Big Game hoặc là ISO Big Game 1.000 m là loại này nha. Nói chung hàng này hiện tại trên thị trường nó chỉ có một loại thôi cả nhà, là 1.000 m như thế này đó. Thì nó sẽ có 3 màu như em vừa nêu ha. Thì về cái phần giá cả của cước này á, thì khi mà anh em lấy từ size 55, tức là size 55 và size 60, thì giá bán lẻ ra là 620. Còn anh em lấy từ size 50 quay trở lại, ví dụ 50 nè, 45 nè, 40, 50, 45, 40, thì giá nó chỉ 550 thôi, 550 một cuộn. Đúng 1.000 m luôn, và cái size chuẩn luôn, và cái độ tải cá thì anh em khỏi bàn cãi nha. Cái độ tải cá anh em khỏi bàn cãi luôn, rất là ok, rất là chất lượng. Thì ví dụ nhà mình có anh em có 3 4 máy, anh em mua cuộn về vô dư sức luôn. Hoặc là nhóm mình đi câu có tầm khoảng chừng 5 người đi, 5 người một cuộn 1.000 m là chia đủ nè, mỗi người tầm khoảng 200 m thôi là câu vi vu luôn. Cước cực kỳ chất lượng, mềm nè, mượt nè, dẻo dai nè, rắn chắc nè, đó đã chưa đó. Thì 3 màu, anh em thích màu nào chọn màu đó nha. Cái phần giá anh em, nếu mà anh em nghe không rõ, anh em cứ xem lại trong phần mô tả nha, em có để chi tiết luôn, size nào giá bao nhiêu, size nào chiều dài bao nhiêu, tải cá bao nhiêu, đều có ghi hết đó. Thì kèm theo là 2 hộp lưỡi BKK. Lưỡi BKK này thì nói chung về cái độ bén á, thì nó gọi là số 1 hiện tại luôn, số 1 hiện tại ha, nó nằm trong top số 1 hiện tại về cái độ bén. Thì có rất là nhiều loại lưỡi câu cá tra hoặc là câu sông câu hồ, nhưng mà không có loại lưỡi nào em thấy cảm thấy nó bén như là BKK đỏ. Thì một hộp như vậy là 10 hộp nhỏ ở trong, em trai chốt 2 hộp, 2 hộp là 20 hộp nhỏ đó. Nói về cái độ bén thì BKK đỏ là nằm top 1 nha cả nhà, nó đứng vị trí hàng đầu á về cái độ bén đó. Cái hàng này thì nói chung nó không xa lạ với anh em mình ha, nó không xa lạ đâu. Những anh em nào chơi chơi hồ á, đặc biệt là câu câu tra câu giải, thì lưỡi BKK nó không còn xa lạ nha. Một hộp là 50 lưỡi, 50 lưỡi. Hiện tại giá bán lẻ ở shop á là 290 nha cả nhà, 290 50 lưỡi. Cực kỳ bén, gọi là cực kỳ bén, chỉ cần con cá nó liếm qua cái thôi nó cũng chết nữa. Không chỉ nó ăn qua nó cần nó chỉ cần nó lại nó ngửi cục mồi thôi nó cũng chết nữa. Nói chung nó bén mà mình nói hơi quá nha cả nhà. Thật ra là lưỡi này khi con cá nó chỉ cần ngớp thôi là sốc. Anh em chỉ cần đóng nhẹ thôi, hoặc không cần đóng luôn, anh em dở là nó sẽ đau sốc, và nó sốc rất là sâu. Đặc biệt nếu anh em đóng nhiều á, đóng mạnh, đóng mà giống như là chơi như mà chơi vậy như hệ bộ lực á, thì khả năng tét tét mép rất là cao, tét mép con cá rất là cao nha. Anh em lưu ý nha, chơi 3KK không cần đóng nhiều, sốc nhẹ thôi là nó rất là nó đã bén á, nó đi sâu lắm, nó sốc vô sâu lắm. Thì lưỡi này em có số 2 với số 3 nha, số 2 với số 3. Số 3 là 290, còn số 2 là 208. Đó, 208 290 một hộp. Anh em lấy từ 2 hộp trở lên thì bên shop hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Còn một hộp á thì thường đi tỉnh là 30, còn nội ô thành phố thì vẫn được bao ship ha. Còn dây câu là miễn phí ship toàn quốc nha cả nhà. Dây câu như nãy hai mức giá em báo á là miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, thì anh em có lên đơn thì lên đơn sớm nha, tại vì bây giờ thời điểm này nó gần gần tới lễ 30 tháng 4 á, nên là nếu mà anh em lên trễ á thì hàng sẽ không có giao kịp. À, còn anh em nào gần gần á thì cứ tới trực tiếp shop mà mua luôn nha cả nhà. Địa chỉ em có để ở đây nè. Liên hệ đặt hàng thì 2 số điện thoại này ha. Hoặc anh em có thể tham khảo cái TikTok shop đồ cầu Thanh Tuấn cũng được.
Rồi thì cũng như là clip khoe hàng, cũng như là clip giới thiệu lại sản phẩm, thì đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn tin tưởng và ủng hộ nha.